Anh ơi, tính ra là em nói được đúng phân nửa rồi. Ông bé ơi. Rồi rồi, câu hỏi tiếp theo. Wow. Trời ơi. Yeah. Hey, đó. Hey. Anh, từ từ, đứng lại. Tụi em cố gắng quá trời luôn. Cái tự nhiên cái một đêm nghỉ dưỡng cái bên kia hưởng. Ủa là sao hả? Em ơi, rất là đấy công bằng. Đấy là cuộc sống đó chị. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu cuối cùng của chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Và vòng này sẽ quyết định đội nào chiến thắng và mang về giải thưởng. Mỗi đội chiến thắng, mỗi người sẽ nhận được một voucher nghỉ dưỡng tại resort cao cấp. Ở đây sẽ có 20 chiếc hộp. Nếu như các bạn nhảy lên chiếc thùng đặt thì Minh Xu sẽ đọc câu hỏi. Nếu như các bạn nhảy lên mà rơi vào cái ô là rỗng thì các bạn sẽ phải quay về để cho thành viên thứ hai lên tiếp. Chúng tôi sẽ có 2 phút, đội nào trả lời đúng nhiều câu hơn, đội đó sẽ chiến thắng. Đội chiến thắng hiện nay, các bạn được quyền quyết định đội mình thi trước hay nhường quyền cho đội bạn thi trước. Đội nào trả lời thì đội còn lại sẽ phải nghe nhạc và không nghe được câu trả lời của đội bạn. Chúng tôi sẽ có 2 phút, đội nào trả lời đúng nhiều câu hơn, đội đó sẽ chiến thắng. Tại vì team của em là vừa rồi là chiến thắng cho nên tụi em xin được phép nhường cho đội. Wow. Wow. Chị tốt bụng quá. Bạn giống ý kiến của tôi luôn á. Nếu như tụi em nhường cho bên kia trước thì tụi mình sẽ được nghe nhạc. Đội thi trước sẽ vào đây tham gia và đội còn lại sẽ phải nghe nhạc. Và các bạn sẽ không nghe được câu trả lời của bên này. Rồi, quý vị thân mến, đội chơi bất bại đã đeo tai nghe và chắc chắn họ sẽ không nghe thông tin gì ngoài này cả. Và bây giờ, quý vị thân mến, 2 phút dành cho đội cầu thang. Cố lên. Bắt đầu. Xin mời, chắc. Xuống xuống. Xuống xuống. Người thứ hai. Ok, ở Tây Nam Bộ loại ốc nào thường được sử dụng để làm món ốc gác bếp? Ốc gác bếp, ốc bu. Ốc bu chính xác, lên nhảy. Lên. Ở thành phố Hồ Chí Minh, vòng xoay hồ con rùa ở thành phố Hồ Chí Minh có tên gọi khác là gì? Công trường quốc tế à? Chính xác. Yeah, em ơi. Yeah, lẹ lên. Người thứ hai. Gia Sam. Ok, ở Bình Định, trong món ăn bánh xèo tôm nhảy, tôm nhảy là tôm sống hay là chín? Chín, chính xác. Yeah. Ok. Ở Sóc Trăng, loại quả nào thường được dùng để làm bánh bía Sóc Trăng? Sầu riêng. Sầu riêng đúng rồi. Chôm. Chôm. Yeah. Đúng rồi, dừng lại. Ở Đồng Tháp, Lai Vung nổi tiếng với loài đặc sản gì? Đặc sản? Skip không được. Yeah. Em lên. Skip không được nha, mình phải trả lời. Lai Vung nổi tiếng với loài đặc sản gì? Em rất là hay ăn nó ché, em biết là nem á, nem chua đó. Nem chua, chính xác. Lên. Good job. Ở An Giang, quả thốt nốt có mấy muối? Ba muối chính xác. Lên. Yeah. Rồi, ở Hà Nội, phố Hàng Hòm ngày xưa bán gì? Dạ bán hòm. Hòm. Ừ, bán hòm rồi, chính xác. Lên. Yeah. Ở Lạng Sơn, khi làm bánh chưng đen, gạo nếp phải trộn với gì? Than. Chưa đúng. Gia Sam, vô. Khi làm bánh chưng đen, gạo nếp phải trộn với gì? Và than. Và than thì hết giờ rồi, và sai luôn rồi, về. Cái gì quên mất rồi? Gia Sam, let me hết giờ rồi. Ủa? Hết giờ rồi. Ok. Quý vị thân mến, rất là tuyệt vời khi ngày hôm nay đội chơi của chúng ta là đội bậc thang đã đi được 7 bậc. Chúc mừng. Một con số khá cao nha. Và bây giờ sẽ là lượt chơi dành cho đội bất bại. Xin mời. Thật ra ngày hôm nay thì đội bất bại của chúng ta tinh thần ở 2 vòng đầu tiên rất là tốt rồi.
Nhưng mà thấy giờ thì khuôn mặt cũng hơi lo lắng đó chứ. Thấy được bên kia trả lời đúng được 7 câu cũng rất là dữ dội. Các bạn đừng nhìn ngắm nữa, chúng ta chỉ có 2 phút thôi dành cho mỗi đội. Ráng tiết kiệm thời gian, nếu như không biết câu trả lời quay về ngay lập tức để thành viên tiếp theo sẽ lên nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. 2, 3. Sẵn sàng. 2 phút dành cho đội nhà mình. Bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên như sau: ở Tây Nam Bộ, loại ốc nào thường được sử dụng để làm món ốc gác bếp? Ốc bu. Ốc bu đúng rồi. Lên, nhảy. Ở thành phố Hồ Chí Minh, vòng xoay Hồ Con Rùa còn có tên gọi khác là gì? Cổng cổng mặt trời chị ạ? Cổng thành phố, cổng quốc tế hả? Cổng đúng, về hiêm lên. Đó là công trường quốc tế à? Chính xác, lên. Công trường quốc tế tức quá. Tiếp tục. Về luôn. Nào chung lên. Ở Bình Định, trong món bánh xèo tôm nhảy sống hay là chín? Chín, chính xác, lên. Ở Sóc Trăng, loại quả nào thường được dùng để làm bánh bía Sóc Trăng? Sầu riêng đúng. Sầu riêng đúng. Chôm, nhảy, chôm, nhảy. Ở Đồng Tháp, Lai Vung nổi tiếng với loại đặc sản gì? Không biết. Về. Nhảy lên. Nhảy đi, tăng. Ở Đồng Tháp đúng không? Lai Vung nổi tiếng với là... Bún bò Huế. Đồng Tháp. Không biết. Hiêm lên, lẹ. Nhảy đi Hiêm ơi. Nâng. Đó là món gì? Câu trả lời của em là nem chua. Nem chua, chính xác, lên. Ở An Giang, quả thốt nốt có mấy muối? Tầm khoảng 5 muối đúng. Rồi, tiếp. Ê! Tuyệt vời lắm. Ở Hà Nội, phố Hàng Hòm ngày xưa bán gì? Đồ cũ chưa đúng gì? Đồ cũ tuyệt vời. Lẹ. Đúng rồi. Nhảy đi em. Bánh nào vậy? Ai biết? Bên kia. Trắng hay đen đây? Nhảy đi. Hàng hồn. Bán hồng nhôm sắt. Bán cái gì đồ cũ, cái gì? Cái đồ cũ. Đúng rồi, chính xác, lên. Lẹ lên. Ở Lạng Sơn, khi làm bánh chưng đen, gạo nếp phải trộn với gì? Quý vị thân mến, ngày hôm nay kịch tính nối tiếp kịch tính. Và có thể nói là tới giây phút cuối cùng này ở vòng 3 rồi. Nhưng mà tỷ số hòa nhau 7-0, chúc mừng. Vậy thì cái phần thưởng này sẽ thuộc về đội nào đây? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi phụ. Sau khi Minh Sù đọc xong một câu hỏi với khẩu lệnh là hết, thì các bạn mới được quyền giơ tay. Dạ. Giơ tay trả lời đúng, chúng ta sẽ kết thúc luôn trò chơi, được không ạ? Chiến thắng luôn. Và nếu như giơ tay trả lời sai thì sẽ nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Và đội còn lại trả lời đúng, chúng ta mới chiến thắng. Còn không thì mình sẽ đến với câu hỏi phụ tiếp theo. Và câu hỏi phụ như sau: ở Phú Yên, đặc sản gà nước mặn là tên gọi khác của món ăn được làm từ loại cá gì? Hết. Gà nước mặn, mời em. Không có thời gian thảo luận nữa nào. Năng 4 3 2 1 hết giờ. Chốt đáp án là Cá chẽm là một đáp án chưa chính xác. Nhà mình
cá ở Phú Yên thì em nghĩ là cá ngừ. 5 4 3 2 1. Cá ngừ. Cá bò. Cá ngừ. Cá ngừ. Cá ngừ chưa chính xác. Cá bò chưa chính xác. Mà phải là cá bò hòn mới chính xác. Wow. Anh ơi, tính ra là em nói được đúng phân nửa rồi. Ông bé ơi. Rồi rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi phụ thứ hai. Wow, kịch tính quá. Câu hỏi phụ như sau. Ở Bình Thuận, mũi biển nổi tiếng nào ở Phan Thiết mà ai nghe tên cũng muốn tránh xa đố chữ? Hết. Anh đọc lại, đọc lại. Hết rồi, bên đây trả lời đó là baby. Mũi gì mà mọi người muốn tránh xa? Mũi. Mũi nha. Chiến thắng cho mình. Anh, từ từ, đứng lại đây, chào mấy bạn trước, cảm ơn các bạn. Trời ơi, 2, 1, chào, hát là 3, 2, 3. Trời ơi, trời ơi, thiệt sự luôn á. Qua bên đây, qua bên đây, bắt tay cái coi, chúc mừng. Khoan đã, cho em tìm hỏi cái là nãy giờ, từ đầu đến cuối, tụi em cố gắng quá trời luôn. Cái tự nhiên cái một đêm nhị dưỡng cái bên kia hưởng, ủa là sao ạ? Em ơi, rất là công bằng. Đấy là cuộc sống đó chị. Đúng không ạ? Là công bằng. Luật của chúng tôi là như thế. Vòng 1, vòng 2 là các bạn được quyền đúng không? Các bạn nhường bên đây thi trước mà. Tụi em xin được phép nhường cho đội. Bạn giống ý kiến của tôi luôn á. Đúng không? Và vòng cuối là phải có khẩu lệnh hết đúng không? Và bên đây hết rồi thì giơ tay trả lời đúng thì nhận quà chúc mừng. Mỗi người sẽ nhận được một voucher nghỉ dưỡng cao cấp tại Legacy Yên Tử M Gallery. Ủa em tên tôi. Ủa không phải có giải khuyến khích chứ. Chứ bây giờ tinh thần của em ok quá trời luôn. Quý vị thân mến, bây giờ chúng tôi mới hoàn hồn lại. May mắn em nhờ. Và chúc mừng cho đội nhà mình. Anh thấy giống như từ đầu em đã nói rồi, cuộc đời em có chị Khánh Linh nó sẽ khác liền mọi người ơi. Và chúc mừng cho đội rất là may mắn ở phần cuối của chương trình là đội Bậc Thang đã chiến thắng. Còn đội hôm nay bất bại, các bạn đã bất bại trong lòng tất cả quý vị khán giả rồi. Rất là giỏi. Cảm ơn Jason, cảm ơn Sếp Trung đã đến với chương trình của chúng tôi tuần này. Đặc biệt là cảm ơn những người bạn nghệ sĩ Việt Nam rất là trẻ trung, đầy tài năng đã mang lại nhiều món quà âm nhạc nghệ thuật, nhiều những kiến thức và đặc biệt là chúng ta có một cuộc vui rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, đừng quên mở TV vào tuần sau nhé, 20:30 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình Nhập Gia Tùy Tục do Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện và chúng ta sẽ phát sóng lại trên các kênh khác của Đài Truyền Hình Việt Nam. Còn bây giờ, Minh Dù xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.